À, chào chú Cầm, bạn để cái máy nằm ngang luôn nha, rồi lúc đó bạn gọi yêu cầu lên. Dạ, chào chú. Có gì bên đây không? Tao đang bận mấy cái vụ mới ngủ dậy pha cà phê luôn thì bạn Dạ, đang bàn về cái thằng Dũng Vova, nó tự ra ứng cử đại biểu quốc hội mà với hình thức là online only gì đó, rồi thêm thằng Hùng Gàng gì nữa. À, mấy thằng ngoài đó nó bày ba cái trò mèo, nó tự ứng cử để bị quốc hội đó mà. không, cái chuyện là chuyện tự do mà nó muốn ứng cử thì ứng cử, nhưng cái điều quan trọng là làm gì làm đi, người ta có chấp nhận nó không là chuyện khác. Cái này là dân chúng có chấp nhận nó đi ra hay là nó rớt từ ngoài vòng giữa xe thì Dạ. chuyện là chuyện của nó, nhưng mà cái điều đó là mình cho nó biết là thứ đó là cái tự do, nhưng mà cái thằng này thành tích nó như là cũng quậy phá quá trời quá đất, là ai mà chấp nhận nó. Chấp nhận đây là dân Dạ. chúng chứ không phải là chính quyền. Chính quyền thì chẳng là, bởi vì khi mà xía vô thì nó sẽ nói là cản trở về vấn đề tự do nhân quyền gì của nó, nhưng mà bảo đảm như mày thằng này nó rớt từ vòng gửi xe kệ bà đi, Dạ. nó ứng cử Dạ. tao ứng cử luôn, tao vô tao ứng cử luôn thì đúng Nhưng mà tụi nó ứng cử á, tụi nó ứng cử là tụi nó đưa ra định mức là tụi nó kêu gọi là quyên góp 200 triệu. Còn không có còn chú gì Cầm ứng cử, à, còn chú Cầm ứng cử ừ thì là xách theo nồi cá kho đúng không? Hay không sao? cả lắp kho tiêu rồi vậy bà. Nhưng mà tôi nói cho mày nghe khổ cái mà tụi nó cử, vì sao có cái vụ tiền đó nữa trời, đủ bắt chước Mỹ rồi hả, đủ bắt chước Mỹ rồi đủ quá là vận động tranh cử đó phải Dạ, nó không. đưa ra định mức luôn mà, nó kêu quyên góp cho nó 200 triệu đi, và khi nó mà được bầu vào lại quốc hội á, thì nó sẽ trả lại đó, nó sẽ trả lại liền đó. Cái đám đó nó quậy nát đất nước mình cũng cả chục năm nay rồi. Tao thấy tao không có theo dõi, nhưng mà lâu lâu tôi thấy nó hay cái đám cái gì đó, nó có một cái thằng gọi là Chí Râu nữa, Chí mày râu à? có Chí râu, chí râu hay vượng râu? không? Chí Râu thằng đó nó có cái hàm râu quai nón nè, rồi xong rồi nó ngồi ở đâu nó ngồi trong nhà nó live stream làm sao mà nó hay, nó gọi là cái gì à? Thông tấn xã vỉa hè gì đó phải không? Con chưa biết tay đó, con chưa biết Không tay đó. biết thôi, nói anh chị là mấy cái đám nó ôn vàng cũng dịch dập cái rượu mà mệt quá rượu mà. Ừ, Ta không chú Cầm chia sẻ về cái vụ mà kiều bào hải ngoại của mình bị cái tình trạng gọi là kỳ thị á, mà là đi 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 ra đường á. Chú Cầm chia sẻ vụ đó cho người dân trong nước nghe. cái đó thì hiện giờ là nó đã lên, nó lên đã gọi từ một cái gọi là cao trào rồi, nó thực hiện mình Dạ. đang đang báo động. Bởi vì cách đây mấy bữa thì phố bên sao TV cái thằng Vũ Hoàng Lân nó đã làm một cái livestream, và cái người Việt mình hiện giờ bên California đã có một cái hình như ta bố lên rồi mà có nghĩa là đâu à? Đây. Là con của những người đã gọi là nhập học viên từ Việt Nam. Chúng tôi xây dựng lại cái đời sống từ đầu để mà tạo Đây, một báo. À. Rất mơ vị. Chúng tôi yêu khách hàng của chúng tôi. Cho thời gian đại dịch chúng tôi là làm cho đóng của chúng tôi hết 80%, làm cho là nguy hiểm tới cái bức chân làm việc của chúng tôi. Ở đây thì mình nhắc tắt thôi, không có nghe hết đâu, có nghĩa là ở đây họ đã báo Dạ. động, đã họp báo và đã cảnh cảnh báo về cái tình trạng mà coi như là người châu Á bị kỳ thị. Thì hôm trước hôm qua hôm kia tao cũng đã nói một lần rồi, ở đây là cũng là một cái tác hại mà nó dây chuyền thẳng là vậy. Thì sau những cái 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump, cựu tổng thống Donald Trump, thì mày ổng mày mày nhớ lại ổng đã từng lên đài ổng tuyên bố là China virus không? Dạ, đúng rồi.
rồi xong có những cái mà thuộc về cái dạng như là những người mà cuồng Trung thì họ đi theo phe Trung thì trong đó nó có cái tính cách là giống như kiểu là gì cực đoan mà có nhiều cái phe phái, nó có nhiều cái cội người, ví dụ như cái tên gì ta, tôi quên mẹ cái gì là Proud Boy rồi cái gia tộc gì gia trắng thượng đẳng rồi gia trắng thượng đẳng thì rồi ông bài xích ra mua một cái sự kỳ thị, giống như ông lấy một câu trong ngôn ông mình phải hiểu theo nghĩa của Mỹ, ví dụ như là American First Again, có nghĩa là như vậy, nước Mỹ trở lại, có nghĩa nhưng mà nước Mỹ trở lại mình phải hiểu cái nghĩa của ý của ông Trung là chỉ dùng cho những người nước Mỹ lên trở lại là theo cái ý của ông này, ông cực đoan là chỉ cho những người da trắng mà thôi. Thì tôi nói bạn hiểu không? Cái ngầm cái lời đó ông không có nói, nhưng mà ông chỉ nói gì mình phải hiểu cái lời của ông là ông, vì chỗ đó thì cái tụi da trắng cực đoan rồi những cái thành phần kỳ thị chủng tộc từ xưa giờ nó đã kỳ thị lâu rồi, cái điều mà không nói, nhưng mà từ những cái đời tổng thống trước nó kiểu giống như kiểu nó chìm, cũng giống như mày nói là có nghĩa là nó đang xúc xỉa nó bùng cháy nhưng mà chưa có ngọn gió hoặc là nó chưa có cái gì đó thì nó không bùng cháy. Thì cái ông này ông tự động ông tạo ra một cái mâu thuẫn, và cái mà rất ngu xuẩn của người Việt mình hoặc là người châu Á mình, thì cái ngày 6 tháng 1 ngày tấn công vào cái tòa nhà của nhà quốc hội, có người châu Á trong đó có người Việt, hình có vườn rau thì phải như vậy, rồi mà kéo cổ ông Biden xuống rồi chặt cổ rồi đá rồi đấm rồi treo cổ rồi tùm lum la làm những chuyện rất là phản cảm. Chào bóng tối. Vì chỗ đó hình ra bây giờ nó nổi vậy á, đúng ra là nó bài trừ cái vấn đề của những người nó bài trừ là bài trừ vấn đề có những người quá, và đa số là coi như là nó một cách chính xác là nó bài trừ những người Trung Quốc mẹ đó. Nhưng mà ở đây là thằng Mỹ thì nó đâu biết ai là ai đâu, đồ má nó đâu có biết Việt Nam đâu, phân biệt được đại hàng Trung Quốc những người châu Á da vàng đâu, cho nên vì đó là gặp châu Á là bắt đầu kỳ thị. Ở đây là nó tấn công mà có nghe quân du trung yếu có cái tin đài là rất là nhiều mấy ngàn vụ rồi, và có một ông là nó có một cô video clip mà nó quay lên thì thấy rõ ràng là có một cái số người xô ông già 90 mấy tuổi chết luôn, chấn thương sọ não chết luôn, ông già người châu Á người Trung Quốc là đang đi giữa đường thôi, không có gì mà ngại qua nó xô ngã rồi xong ông chấn thương sọ não chết. Cái đó cái sự bạo lực nó tăng cao cho đến nỗi mà bây giờ cái cộng đồng người Việt mình đó cho một coi phố Bình Sa TV hiện giờ đang họp báo và lên án, có nghĩa là họ đã thấy cái điều sự việc nó nghiêm trọng rồi, chứ nó không phải giống trạng như ngày xưa. Cho nên vì cái chỗ đó tao cũng lên đây mấy cách đây 1-2 cái like tao đã nói rồi, những người Việt sống ở Mỹ này nên thận trọng và lên ra đường phải chú tâm coi trước coi sau, chứ đừng để những chuyện đó nó khổ nổi ở chỗ đó. Đó là cái hậu quả của 4 năm làm tổng thống của ông Donald Trump, rồi một nó được thêm dầu vào lửa, có nghĩa là có một số người ủng hộ Trump rồi một số người ủng hộ Biden, rồi mày thấy rõ ràng nó là bát nháo. Mà tao nói mày rồi, ở trong cái đất nước Việt Mỹ này là rất là nhiều chủng tộc, cả hàng mấy cả trăm chủng tộc, đất nước chủng tộc nào cũng có cả, mà không có chủng tộc nào mà lớn tiếng mà mạnh bạo mà giống kiểu như hô hò ấy. Mà thấy ông China cũng không có, Mexico cũng không có, nói chung đại hàng cũng có, Campuchia, Lào, Áp, nói chung tắt tần tật không có. Đâu chỉ có Việt Nam lọt chôn. Rất kỳ. Bạn kia ốp ốp từ từ đi bạn ơi, còn bạn thời quá khứ nữa, bạn thử cứ nãy giờ bạn chưa lên được nữa, nha. Tôi thấy rồi, mấy bạn từ từ đi. Dạ. Để cho tụi nó lên đi, có gì thế nào mà trái chiều hoặc là có thuận chiều đó lên để tao có cớ tao nói chứ. Tao không có, tao không có địch thì tao không có sung, hiểu không? Nói sơ qua vấn đề đó thì coi như là hiện giờ trên nước Mỹ này nó có một cái phong trào là bài người châu Á, trong đó mình người Việt Nam cũng là người châu Á, người Tàu cũng người châu Á, người Đại Hàn cũng người châu Á, Nhật nó rất cần biết thằng Mỹ rồi, mà biết thằng Mỹ á, nó cánh đôm nay à, Mỹ đen á, thì tính tình nó coi vậy mà dễ xài là bởi vì sao, nó xuất phát từ một cái thuở này xa xưa cách đây mấy trăm năm,
đó là người nô lệ, nô lệ, hiểu không? Thành ra vì đó cái sự kỳ thị đó lâu đời, cho nên da đen nó bị nó ở một cái tầng thấp, từng lớp và từng lớp của cái dân Mỹ này nó ở từng thấp dưới. Và tao đi làm trong việc hồi xưa tới giờ tao thấy da đen nó rất là dễ sàng, nó bình dị lắm, mà nó quý trang, mình có thể mình nói chuyện nó bình thường lắm. Và có những cái mà nó sốc nổi, có thể là cũng có đến lộn, nó cũng có thể bắn người, nhưng mà nó chỉ là cá nhân đơn lẻ, nó không có mạnh, nó không có ghê hơn mày Mỹ chắc. Mỹ đáng không làm như mà chết, làm là chết, chứ không có chuyện. Mà thấy rõ ràng cái tao đưa cho mày giải quyết mà luôn, mà nó bắn nhau như ví dụ mà cãi lộn mà hàng xóm, thấy không? Đó là Mỹ chắc. Vì đó đã không nói gì thôi, nói thì nói cho nó tới, có nghĩa là coi như vậy thì Mỹ đen rất ư là dễ xài. Trong hãng cũng vậy nữa, mày có thể là mày hòa đồng với nó rất là dễ hòa đồng với mày, nhưng mà Mỹ trắng thì không dễ, Mỹ trắng thì không dễ. Đó, nó kỳ thị từ con người, từ nó vô máu rồi, thì nói chữ đó là vô máu mẹ. Cách vả ở như ở trong này có rất là nhiều đứa, mày thấy rõ ràng. Trong này chắc người những người giống ở Mỹ chứ không có riêng mình tao, thì mày đi làm rồi mới hiểu sự kỳ thị khủng khiếp. Đó, hồi xưa thì nó có cái luật kỳ thị, chống kỳ thị, nhưng mà bây giờ nó ra mặt luôn rồi, đồ má anh chơi rất là ghê gớm. Và mày phải hiểu điều này, nó quan trọng ở chỗ này và nó nguy hiểm chỗ này. Mày người Mỹ lúc nào cũng có vũ khí, trong xe có vũ khí, thành ra là đụng chạm bùm 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 bùm, có nghĩa là người Việt Nam coi miệng to mồm nó thịt mà nó nhát, thì việc coi nó thẳng giết chẳng có thằng nào nhát. Hôm trước có một clip vui lắm kìa, có một cái thằng Việt Nam nó xách cái súng nhỏ, súng ngắn cũng khoảng gì quên 45 này phải, không biết hay là K39 gì đó ta, nó đi vòng vòng nó dí thằng kia ở trong cái chỗ mò ở đâu ở California. Mày có coi cái clip đó chưa? Người Việt với người Việt chưa ngược lại tao rồi đồ tưởng sao, thường người ta kêu gọi 911 tới, đồ cảnh sát tới, đồ quán thằng kia bỏ liền súng đồ nằm đẹp đó, kỳ lắm, đồ chỉ hâm dọa thôi. Chỉ có vài người Việt Nam mình nó có cái chỗ này, nó không, họ có những cái chuyện mà nó không đáng, ví dụ như là dành chỗ bãi đậu xe rồi những chuyện vậy kia vậy, nó không có đáng đó. Kỳ cục đó, người Việt Nam mình rất tình kỳ cục đó, mình hãy nói ra thì biết lòng, nói ra tôi nói ở bụng mẹ tại sao nó khổ, bản chất người Việt Nam mình cũng sốc. Ta nói rồi, ta đã từng nói rồi, làm trong hãng cũng vậy thôi, hai ba người thì còn chấp nhận được, cái 4-5 người Việt Nam rồi xong là thấy động có chuyện đủ nó kỳ cục đi. Mà trong khi đó đất nước mình nói nó kỳ, mà trong khi đó trong hãng nó tao làm hờ bông quá trời, là quá trời luôn, mà luôn cả mấy trăm đứa mà chẳng bao giờ tụi nó gây lộn với nhau mày. Đồ ba gì Việt Nam mà 5 mạng 6 mạng nó lên bắt đầu có chuyện rồi, chú xí xó đủ trò chứ trời tập đứng đầu tao không được. Thì có những cái chuyện vậy thì tao lên nói mày nghe thôi, nhưng mà chưa có đại khái, mà chưa có cái gì gọi là đề ba, có nghĩa là không có gì xuất dễ. Vậy xuống làm ly cà phê đi, xuống làm ly cà phê với ly trà đi, ngồi nghe con các cháu lên bình luận phê bình thì, ok cho mấy đứa đi con cảm ơn chú Cầm.